Từ nhiều năm qua, những sai phạm liên quan đến việc bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, coi thường pháp luật tại các chợ đầu mối lớn đã thực sự trở thành vấn đề nhức nhối được toàn xã hội quan tâm. Vụ án Hưng Kính bảo kê cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên xảy ra cách đây chưa lâu là một ví dụ điển hình. Sự việc không chỉ gây ảnh hưởng xấu tới bộ mặt của thủ đô mà còn có tác động ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận xã hội. Với mong muốn đồng hành cùng người dân, người lao động, doanh nghiệp và chính quyền thủ đô trong công cuộc chống sai phạm liên quan đến việc mua bán, phát triển chợ, đặc biệt là việc thu phí tại các chợ đầu mối, chúng tôi sẽ phản ánh đến độc giả những thông tin trung thực, chính xác về thực trạng và những phản ánh của người lao động về công tác quản lý, xử lý những hành vi có dấu hiệu sai phạm. Tin rằng với những hành động quyết liệt từ bộ máy chính quyền thành phố, các hành vi có dấu hiệu sai phạm này sẽ được làm rõ và xử lý triệt để trong thời gian tới. Hiện tượng thu phí theo kiểu làm luật giữa lái xe và nhân viên, ban quản lý chợ. Việc cấp biển số, thu phí hàng tháng đối với người lao động, làm thuê, kéo đẩy xe hàng trong chợ cũng đang tồn tại rất nhiều bất cập. Trước đây có 372.000, bây giờ các ông ấy tự dưng lên phát lên 472.000 một tháng, cái biển này, hàng tháng, tháng nào cũng thế, mùng 5 hàng tháng. Đóng bây giờ không phải đơn chứng từ gì à? Chả có chứng từ gì. Ra đóng này cô là biển số là bao nhiêu, biển số thế là... Nó chỉ có gì là thế là thu 470, nó ghi 470 là trả có giấy tờ, mất tháng nào cũng như đều đều, nó nhớ mặt rồi. Cùng với những dấu hiệu bất minh trên, truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn cũng sẽ đăng tải loạt bài phản ánh việc cho thuê những kiosk lấn chiếm, cho thuê bãi đỗ xe để làm nơi họp chợ, làm điểm kinh doanh sai quy định. Những dấu hiệu buông lỏng tiếp tay cho sai phạm của các cơ quan quản lý cũng sẽ được làm sáng tỏ. Mời quý độc giả cùng đón xem.